đến 1,5 tháng nha, mà thấy cũng thấy lạ. Nhưng mà quý vị biết rằng thật ra nó tôi cũng còn, chúng tôi cũng ráng cố gắng để vào sinh hoạt với quý vị. Thật sự ra thì chúng tôi có một cái cảm nhận hình như là mình sinh hoạt ở trên Bangkok thoát riết rồi, mình cũng thấy có cái sự an vui, các ít nhiều gì. Hỏi thăm nhau vân vân, cũng có một cái như là giống như là nói một cái câu mà chơi chơi, ăn cơm có canh, tu hành có bạn đó nhà. Thành ra khi mà đời sống tu tập, khi mà thấy quý vị hoan hỷ nghe pháp cũng là một cái điều khích lệ đến đời sống tu tập của các vị sư. Nhờ như vậy mà các vị sư cũng có cái sự tinh tấn để học, để đọc những cái đoạn kinh để thuyết giảng lại cho quý vị. Bây giờ thì một lần nữa cũng thay mặt chư tăng, chúng tôi cũng kính chúc quý vị đầu năm mới sẽ luôn luôn được cái sự an vui, luôn luôn được cái sự hạnh phúc, và nhất là quý vị an vui trong cái sự tu tập. Bây giờ thì xin mời vị Phật tử nào chúng ta lên để chúng ta làm đúng nghi thức là xin giới, và sau đó chúng ta thỉnh pháp sư rồi kế tiếp rồi sẽ đến cái thời thuyết giảng của chúng tôi. Dạ, vậy mời diệu pháp nha. Mô Phật. Cảm ơn sư Pháp Tính rất nhiều. Bây giờ mời diệu pháp lên thọ tam quy ngũ giới. Rồi thỉnh pháp sư nha. Đây, thưa sư Pháp Tính, nếu mà sư ho thì sư có thể mời sư Nguyên Thông mà giảng thế dùm cũng được. Sư nói ở đó để nghỉ cho nó khỏe nha. Mô Phật, mời mời diệu pháp ạ. Diệu pháp trước máy không? Rồi, cũng không thấy giờ tay. Mời Thi Lâm dùm được không? Mời Thi Lâm thọ tam quy ngũ giới rồi thỉnh pháp sư. Rồi, cảm ơn nha. Nam mô Bức Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Tính, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính lễ cô tu nữ Khê Mai, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đạo tràng cùng con lắng lòng thanh tịnh để thọ trì tam quy ngũ giới ạ. U cà sa ma văn phạn tê quy sùng rạc kha nát thà gia ti sa ra nề na sa ha bành cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đô ti dầm pi ma văn phạn tê quy sùng rạc kha nát thà gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tạo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm pi ma văn phạn tê quy sùng rạc kha nán thà gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni gia cha ma.
Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Kính bạch sư Nguyên Thông, bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, con xin kính thỉnh sư thay mặt chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Con xin dâng bích lại cho sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ thanh tâm truyền trao quý giới cho hàng Phật tử hiện đang có mặt trong room. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do không đồng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyambi. Buddham saranam gacchami, dutiyambi, dhammam saranam gacchami, dutiyambi, sangham saranam gacchami, tatiyambi. Buddham saranam gacchami, tatiyambi. Thammaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyam bi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyampi Buddham saranam gacchami, dutiyampi Dhammam saranam gacchami, dutiyampi Sangham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi Buddham saranam gacchami, tatiyampi Dhammam saranam gacchami, tatiyampi Sangham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tisaranagganan paripunang pháp quy tam bảo tròn đủ. Chỉ có bấy nhiêu pana tipata về ramani sikha badang samadhiya mi adinna dana về ramani sikha badang samadhiya mi kame sumicha chara về ramani sikha badang samadhiya mi musavada về ramani sikha badang samadhiya mi sura me raya macha pamadathana về ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu.
và các chất say. Banati bata we ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana we ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara we ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada we ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rayamat chapama dantana we ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất say. Thế Tôn có dạy rằng Imani pancha sika bada nisa dukan kato apa madai na nip chaka lang samara kitap bang chư thiện tính sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo. Hãy ráng vâng giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Ma phần tê dạ chúng con xin vâng. Dạ, sau đây con xin đọc bài sám hối Phật Pháp Tăng. Uttamang ghe na văn đề hăng ba đà băng. Dạ, thưa đạo tràng, có còn nghe con được không ạ? Dạ, sa thú. Uttamang ghe na văn đề hăng ba đà băng sung qua ruột tamang buộc thê vô khả. Kali do so buto kama tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na văn đề hăng thầm manh cha đu vi thắng qua răng. Thầm mê vô khả lý tô đô sô thầm mô khả ma tú tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na văn đề hăng sang khanh cha đu vi thô tam măng sang khê vô ca lý tô đô sô sang khô khả ma tú tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutanu pave na sada sauti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanu pave na sada sauti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghanu pave na sada sauti. Và vâng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ qua đức của chư Phật, do nhờ qua đức của giáo pháp, do nhờ qua đức của chư Tăng. Các sự thanh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Dạng kinh chỉ cu sa la cam măng cành tâm băng kỳ ri mà ma ca dê na qua cha mà na sa tỳ đa xê su ga tăng ca tăng dê sanh ta sanh nhị nô anh thì dê cha sanh ta a sanh nhị nô ca tăng puôn nhập pha lăng mây hăng sâm bê pha ghi pha quanh tu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng puôn nhập pha lăng mà già dê cha tánh tha na cha nan thì đề hoa gánh toa ni quê đà dung sầm bê lô tâm hi dê sanh ta chỉ quanh ta ha ra hê tu ca mà nuôn nhang phô cha năng sầm bê là phan tu ma ma chê ta sa ti. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính mời chư vị trong room cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bua tha sa nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bua tha sa nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bua tha sa Brahmacha loka thi ba ti sa ham ba ti ca tăng cha li an thi hoa rằng a già cha tha san ti tha sắc tâm ba ra chăng kha cha ti ca đề xê tu tham măng anu cầm bi măng ba chăng sanh tham ma phê rình quy nha dành cha cả dân su tành cha banh thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta dành tô cha tu sanh cha đành đăng bắp bồ tha ni dê ba vị sa dạ mạnh chê Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phân nhầm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhâm vườn lộc giả ngày dời trường sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu như niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cầm đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tin rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn nắc mô bứt thà giá nắc mô tham mà giá nắc mô sằng khà giá và con xin kính thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư pháp tính đăng đàn để giảng cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ con xin kính dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bức Thầy Giá. Dạ, bạch sư pháp tính, sư có nghe được âm thanh của Như không bạch sư? Dạ, con xin lại cho sư tính ạ. Nam mô Bố Thầy Giá và dạ, xin đạo tràng chờ cho con trong giây phút. Dạ con thấy bàn tay của sư tính rồi. Dạ con xin nhất với lại cho sư pháp tính này.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến chư tôn đức tăng, kính đảnh lễ thượng tọa Thanh Tâm cùng chư tôn đức tăng. Hãy kính chào đại chúng trong chung. Dạ. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục với cái bài Hạnh Phúc Kinh, hay là bài kinh Kiết Tường. Hôm nay thì chúng tôi sẽ thuyết giảng đến quý vị cái hạnh phúc thứ 12, Buddha Sangha Home, có nghĩa là nết hạnh, tiếp độ con cái. Bây giờ thì trước khi thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sammuddho Bhagava Buddhang Bhagavanta Viva Demi Sokhato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppatibhanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sanghang Namami Lokassanathang Varamuttang Mahang Buddhang Chak Thammang Chak Bát Nam Mami Sanghang. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phúc phát sanh do sự tán dương ở nước Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính nhận đến chư tôn tăng, và xin chia điều phút này nuôi cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, mong cầu nguyện mong ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính thưa quý vị, mà trước khi đi vào cái chi pháp Bụt Tha Sangha Hô, nết hạnh tiếp độ con cái, thì chúng tôi cũng nhắc qua cái bài kinh ra hạnh kinh, hay là kinh niệm lành này. Thì quý vị thấy rằng lúc bấy giờ là mọi người người ta đều cho rằng cái niềm lành hoặc là cái hạnh phúc khi mình nhận được một cái món quà gì đó, hoặc là mình nhìn thấy một cái biểu hiện gì đó, mình cho rằng cái điều đó là may mắn, cái điều đó là hạnh phúc. Nhưng mà thật sự ra thì nó không phải. Khi nào mà chúng ta làm những cái thiện sự, chúng ta tạo những cái công đức phước báo, thì lúc đó mới là cái phước lành. Lúc đó mới là cái phước lành. Rồi vậy thì ở trong cái bài hạnh phúc kinh này đó, ở trong cái thời gian vừa qua, chúng ta đã học từ cái pháp thứ nhất cho đến cái pháp thứ 11. Cái pháp thứ 10 là 10 cái pháp đó là để tu chỉnh cái bản thân của mình. Ví dụ như là không gần gũi kẻ ác rồi đó, tu tập những cái thân cận bậc trí thức, hoặc là cái sự cúng dường vân vân đó, thì những cái pháp đó là mình tu chỉnh cái bản thân của mình. Rồi vậy thì bắt đầu từ cái pháp mà hạnh phúc thứ 11 là trở đi, có nghĩa là lúc đó là chúng ta tạo phước. Chúng ta tạo phước á, thí dụ như là ở trong cái câu Phật ngôn thứ tư, ma ta biết tu u bát tha năng nết hạnh cùng dưỡng mẹ cha. Thì cái chi pháp này chúng tôi đã giảng ở trong những kỳ trước rồi, nó lâu rồi, nên chúng tôi mới qua đến cái quốc tá sang giá hôn là nết hạnh tiếp độ con cái. Thì ở đây chúng tôi cũng nhắc lại quý vị nhớ là khi mà mình có cái sự phụng dưỡng cha mẹ cũng là mình tạo phước báo. Thứ nhất mình cũng trả hiếu, thứ hai mình cũng tạo những cái phước báo. Quý vị thấy rằng đối với cái con đường đi của bậc thánh nhân, thì bất cứ một người nào, một vị nào cũng đều trải qua, đều thực hành qua cái phận sự gọi là phụng dưỡng cha và mẹ. Ở trong quá khứ, ở trong hiện tại cũng vậy. Cái con đường của bậc thánh nhân, cái con đường mà mình tiến tới bậc thánh nhân, là coi như là phải có cái sự mà
cung dưỡng là cha và mẹ. Rồi vậy thì cái pháp hạnh phúc thứ 12 á, Bút Tát Tăng Cơ Hồ tiếp độ con cái. Cái chữ Bút Tát ở đây á, nó rất là nhiều ý nghĩa quý vị. Thường thường á, chúng ta nghe nói Bút Tát là con, nhưng mà cái danh từ Bút Tát ở trong tiếng Pali á, nó có rất là nhiều cái ý nghĩa. Có nghĩa là khi nào mà mình được mang cái chữ Bút Tát, khi mà chúng ta gìn giữ, là chúng ta cố gắng, chúng ta gìn giữ tông môn của mình, hoặc là chúng ta có cái sự phụng dưỡng cha mẹ, thì lúc đó chúng ta gọi là Bút Tát. Ở đây nó có một cái điều nó hơn, nó nghe hơn nghịch nhỉ. Thí dụ như quý vị thấy rằng những cái người con bất hiếu là lúc đó người ta kêu cái thằng đó nó bất hiếu, con nhỏ đó nó bất hiếu, chứ người ta không có kêu cái chữ con nữa quý vị. Người ta không có kêu chữ con nữa. Thường thường chúng ta để ý, thường thường chúng ta để ý những cái người mà bất hiếu quá, người ta kêu là cái thằng mà cái con nhỏ nó là người kia, chứ người ta không có kêu cái chữ Bút Tát nữa. Có nghĩa là người ta không có nói về cái người đó là cái người con đó. Thành ra đó, thành ra chúng ta thấy rằng là đối với cái chữ Bút Tát đó, làm cho dòng họ mình được tốt lành, hoặc là cái người con hiếu thảo, cái người con có cái đạo đức giới hạnh, thành ra gọi là Bút Tát, gọi là con đó. Còn đối với ở trong thế gian, cái sự chế định thông thường, cái chữ con nó cũng có nhiều cái ý nghĩa. Thí dụ như khi mà mình nhận cái một cái vị đó làm sư phụ, làm thầy của mình, làm sư phụ, thì cũng như là lúc đó mình là con của cái người đó. Mình cũng như là lúc đó mình là con của người đó. Hoặc là ở ngoài đời thì người ta có con nuôi, con đỡ đầu, hoặc là con đẻ, đó. Thì quý vị thấy rằng con nuôi con đẻ thì chúng ta biết rồi, con đẻ thì do cha mẹ mình sinh ra gọi con đẻ thôi. Còn con nuôi đó, con nuôi đó thì do mình đi sinh về, hoặc là do một cái duyên gì đó mà mình có cái người đó, không phải mình, cái đứa đó không phải mình đẻ ra, nhưng mà mình nhận nó, mình nuôi, thành ra gọi là con nuôi đó. Thì chúng ta ở trong thế gian thì chúng ta học Phật pháp, có những cái chi pháp chúng ta cũng học, rồi cũng có những cái phần chúng ta cũng phải biết. Chứ nhiều khi mình gặp mấy đứa trẻ nó ưa thắc mắc, nó ưa hỏi, mình cũng biết làm sao mình trả lời cho nó. Còn đối với cái người con mà gọi là đệ tử hay là học trò, đệ tử hay là học trò thì cái người con đó, đó là như thế nào quý vị? Có nghĩa là khi mà thí dụ như là mình đi học nghề, hoặc là mình đi xuất gia, nhận cái vị đó là cái vị sư phụ của mình, cái vị thầy của mình, thì lúc bấy giờ mình với những cái vị đó cũng giống như là cha với con, cha với con với nhau. Mà cha con với nhau với cái, với cái điều gì quý vị? Với cái tinh thần phải hết sức là cung kính. Bây giờ ông thầy dạy nghề cũng vậy, mà đối với một cái vị mà xuất gia cũng vậy. Khi mà vô xuất gia rồi, nhận cái vị đó làm sư phụ rồi, làm thầy rồi, và mình phải hết sức mà mình cung kính, và mình phải lo cái sự mà cái phận sự của cái người học trò, hoặc là cái phận sự của người con, chứ không phải là mình nhận như vậy không thôi đâu. Thường thường thì trong cái ở trong cái đời sống ngày hôm nay đó, thì có nhiều người ta ưa nhận con nuôi, anh nuôi, chị nuôi, em nuôi đồ này kia đó. Thì chúng tôi có một không thôi, chơi chơi. Hãy mà mình nhận con nuôi thì con phải nuôi mình. Còn hãy mà mình nhận mình làm cha nuôi á, thì cha phải nuôi con. Quý vị nên nhớ cái này giống như là chơi chữ vậy đó. Khi nào mà ai mà, khi nào mà quý vị nhận con nuôi á, thí dụ như mình là người phụ nữ thì mình nhận con nuôi á, thì mình là mẹ nuôi phải không quý vị? Mình nhận con nuôi, mình là mẹ nuôi thì mẹ phải nuôi con. Còn ví dụ như là mình, cái người đó người ta nhận là con nuôi của mình, thì cái người đó phải nuôi mình.
có nghĩa là con nuôi, con phải nuôi mẹ hoặc là con phải nuôi cha. Cái đó là những cái câu nói chơi chơi thôi quý vị. À, còn bây giờ thì chúng ta quay lại cái đề tài ngày hôm nay. Bút tái sanh cá hô là tiếp độ con cái, thì đối với con cái đó thì cũng được nhắc nhắc, nhắc nhiều lắm, ở trong kinh được nhắc nhiều lắm quý vị. Ý tí Bút tá cá cũng có, rồi kinh Phật Tự Thuyết cũng có, rồi ở trong Trung Bộ Kinh cũng có. Có nghĩa là đối với cái người con ấy, cái người con ấy, nó có cái sự khác nhau quý vị. Có những cái hạt, thí dụ như ở trong kinh Phật Tự Thuyết là nói về người con thì có ba hạng con. Cái hạng thứ nhất đó là u sanh, cái hạng thứ hai á là tùy sanh, cái hạng thứ ba là liệt sanh. Mình có nghe được âm thanh của chúng tôi không? Quý vị có nghe được âm thanh? Dạ, cảm ơn quý vị. Nhắc đến cái người con thì ở trong kinh, trong cái lời Đức Phật dạy được nhắc đến rất là nhiều. Thí dụ như ở trong kinh Phật Tự Thuyết nói về người con, Đức Phật nó có ba hạng con. Thứ nhất là hạng con u sanh. U sanh có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa cái người con đó sống ở trong gia đình với cha mẹ, cha mẹ đó không có tam quy ngũ giới, là không có thọ trì tam quy ngũ giới, có nghĩa là không có nương tựa nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, rồi cũng không có giữ ngũ giới nữa đó. Nhưng mà người con thì biết, lớn lên tự nhiên người con biết đi tìm đến chỗ đó để thọ trì tam quy ngũ giới, có nghĩa là có nương tựa nơi tam bảo, có gìn giữ ngũ giới đàng hoàng. Thì cái người con đó ở trong kinh Đức Phật gọi là u sanh, gọi là u sanh. Còn cái hạng con thứ hai á là tùy sanh. Tùy sanh có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là sanh ra trong gia đình cha và mẹ có tam quy ngũ giới, rồi cái người con đó lớn lên cũng biết là thọ trì tam quy ngũ giới, cũng biết là thấy cha mẹ mình gìn giữ giới như thế nào, rồi mình cũng gìn giữ giới như vậy. Nó thấy cha mẹ mình tôn kính Đức Phật, tôn kính giáo pháp, tôn kính chư tăng, thì cái người con nó cũng học theo, hành theo cái những gì mà cha mẹ mình đang di truyền đó. Thì cái người con nó gọi là cái người con tùy sanh. Rồi liệt sanh thì như thế nào? Liệt sanh là cái hạng này, là những người con sống, có nghĩa là cha mẹ có có tam quy ngũ giới, có biết nương tựa tam bảo hết, mà người con coi như là không có biết. Người con không có nương tựa tam bảo, không có biết quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, không có biết giữ, tránh xa sát sanh, tránh xa trộm cắp, tránh xa tạo dâm, tránh xa nói dối, tránh xa uống rượu đó. Thì cái trường hợp đó Đức Phật gọi là liệt sanh, cái hạng con thứ ba là liệt sanh đó. Hoặc là ở trong Ý Tí Bút Tá Cá là cũng nói về ba cái hạng con bút tá, có nghĩa là cái hạng thứ nhất đó là cái người con mà giỏi hơn cha mẹ, giỏi hơn cha mẹ về tài năng nghệ thuật gì cũng vậy, cũng giỏi hơn cha mẹ. Mà nói về đạo đức đó, thì con đó thì cũng tốt hơn đó. Cái đạo đức đó thì người con cũng tốt hơn. Thì trong trong cái điều này nhé, gọi là con mà hơn cha mẹ, con mà hơn cha mẹ, rồi con mà bằng cha mẹ đó là cái người con, nói chung là nói về tài đức đều ngang bằng với cha mẹ, tài đức đều ngang bằng với cha mẹ mình thì gọi là con bằng cha mẹ. Còn con mà thua cha mẹ là tức là cái hạng người con giống như cái người mà liệt sanh vậy đó quý vị. Có nghĩa là không có tài, không có đức, mà cũng không có nương tựa với tam bảo gì hết đó. Còn nói về cái thời bây giờ, nói về
cái thời bây giờ. Thì quý vị thấy rằng cái người con là rất là khó có tìm được những cái người con mà u sanh hay là tùy sanh, quý vị. Có nghĩa là bây giờ thời nay mình rất là khó tìm được cái thế hệ mà con cái mà giỏi hoặc là bằng cha mẹ. Cái điều này ấy, chúng tôi nghĩ rằng nó thật sự ra đó, là nếu mà nói theo cái ở Việt Nam đó, nó ảnh hưởng ở trong cái môi trường giáo dục, nó ảnh hưởng ở trong cái môi trường học tập, nó ảnh hưởng trong cái môi trường giáo dục, còn nhiều là nó ảnh hưởng về cái chuyện đó. Là quý vị thấy là tại sao gì à? Những khi cái tuổi mà điều đưa đến trường hết, còn ngắn thời gian người ở nhiều quá, nhiều cha mẹ cái thập niên mà 90 á, hoặc là cái thập niên mà 80, có nghĩa là năm đó 889 chúng tôi đi học cũng còn gặp những thầy cô giáo có tâm lắm. Những thầy cô giáo đó khi mà dạy học, thí dụ như dạy sinh sử địa toán lý hóa gì đó, rồi sau một cái tiết học là 40 phút hoặc là 38 phút thì thầy cô giáo đều để lại 5-7 phút để mà dạy đạo đức cho mình. Không phải là cái bộ môn, cái vị đó không phải là chủ nhiệm với cái bộ môn đó, mà những người đó thì người ta nhìn cái tuổi học sinh người ta thương, người ta thương giống như là con người ta vậy đó. Thành ra người ta chừa ra 5-7 phút để mà người ta nói. Thí dụ như mình đi học về, sau khi đi học về mình phải trân trọng những cái quyển tập, quyển sách mà cha mẹ của mình đã tận tụy làm ăn để mà có được đồng tiền tập sách cho mình. Rồi mình đi học về á, mình phải để lên cái chỗ nào đó nó đàng hoàng, hoặc là cặp sách của mình phải gìn giữ, mình để lên để xuống cho nó nhẹ, nó nhẹ nhàng, nó từ từ, để chi, để đừng có mau rách cái cặp quá, đừng có mau rách cái túi sách mình xách đi quá, để cho cha mẹ mình đỡ tốn tiền. Vì cái cuộc sống này khi mà có được một chút đỉnh tiền để mà mua cái cặp hoặc là mua những cái quyển sách đó, là cha mẹ trong cái thời đó phải làm rất là nhiều. Rồi từ cái mà đi về đến nhà mà mình thưa cha thưa mẹ, con đi học mới về rồi, tới ông bà vân vân, thì nói chung là thật sự ra ở trong cái thời điểm đó, thầy cô giáo truyền đạt cho mình những cái tâm tư đó, những cái sự dạy dỗ đó, thật sự ra bây giờ chúng tôi mới cảm nhận rằng đúng là cái người thầy người cô đó truyền dạy mình giống như là cái người con vậy. Giống như mình là con của họ vậy đó. Rồi dần lớn lên, đến những cái năm mà mình chuẩn bị mà cấp 2, cấp 3 rồi đó, thì quý vị biết thầy cô giáo cũng còn dạy mình là phải cố gắng, mình phải tìm hiểu xem, coi cái tâm lý của mình nó thích hợp với một cái nghề nào, để mà mình ráng mình cố gắng mình học cái môn đó. Rồi sau này đó, khi mà mình thi hoặc trong cái ngưỡng cửa đó, mình phải suy nghĩ cho kỹ, vì khi mà mình chọn sai một cái nghề là nó mất đi hết hầu như là 70-80% cuộc đời đó.
Thì sẵn nhân cái dịp mà nói về Buddha Sangha, có nghĩa là tiếp độ con cái, là cái phận sự mà mình tiếp độ con cái, thì chúng tôi cũng nhắc lại những cái điều này. Thì chúng ta biết rằng cái thời nay một số thanh thiếu niên người ta bị hư hỏng, nhưng hư hỏng á, thì cái đó là nó thuộc về cái quả rồi. Nhưng mà quan trọng á, là chúng ta phải tìm cái gì quý vị, chúng ta tìm cái nhân. Quan trọng là chúng ta phải tìm cái nhân. Khi cái nhân nào mà nó làm cho con cái hoặc là những thanh thiếu niên ngày hôm nay hư, thì chúng ta phải tìm cái nhân đó để chi quý vị, để chúng ta tạo cái nhân khác, đừng có để đi theo cái vết xe đổ, cái bánh xe đổ. Bây giờ có nhiều người ta nói thời nay con cái, thời nay thanh thiếu niên nó hư quá, thì người ta chỉ biết chắc lưỡi lắc đầu ngay ngán về cái điều đó, nhưng mà người ta không tìm cái nguyên nhân, là người ta không tìm ra cái nguyên nhân. Vậy thì cái nguyên nhân này đó mình có thể tìm ở đâu quý vị? Mình có thể tìm ở đâu? Chúng tôi kêu gọi quý vị, chúng ta nên quay về với kinh điển, quay về với kinh điển của Đức Phật. Đức Phật đã dạy rất nhiều và rất nhiều ở trong kinh điển. Rồi các vị thiền sư, các vị pháp sư, nói chung là các vị tu sĩ cũng đã cố gắng là giải thích rộng ra cho chúng ta xem. Có rất là nhiều người con cái của ta bây giờ, ta cứ ngồi ta suy nghĩ, ta ngồi ta suy nghĩ, giờ đưa vô trường trường của Singapore, có nhiều người đưa suy nghĩ đưa vô trường học Việt Úc, Việt Pháp, Việt Mỹ gì đó tùm lum hết. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là đối với con cái của chúng ta đó, là chúng ta phải làm sao mà xem như là hai người bạn, đến chi để mình vừa tìm hiểu tâm lý, mình vừa theo kịp cái thời đại này, cũng như là giống như là mình đi cùng vậy đó, giống như là mình phải coi như là con mình, người bạn của mình, mình phải đi cùng với con của mình. Một mặt á mình cũng học về cái giáo lý, một mặt á thì mình cũng phải cái tâm lý của mình cũng phải có cái sự hòa nhịp với con cái, thì mình mới theo kịp được, mới theo kịp được bà con cái. Nếu mà cái người nào giỏi á, thì có thể á, là vừa học Phật pháp rồi vừa theo cái tâm lý của con gái mình, để mà mình tế độ nó, để mà mình tế độ những cái đứa trẻ này đó. Còn nếu mà mình không đủ khả năng thì mình sẽ chọn một là theo cái mình theo cái tâm lý, mình tìm hiểu tâm lý con của mình để mà mình uốn nắn mình dạy. Còn nếu mà mình đủ khả năng nữa thì mình phải học đạo. Học đạo quý vị, tại sao mà chúng tôi kêu gọi quý vị á, là phải phải quay về với Phật giáo, quay về với đạo Phật. Tại vì nếu mà nói về tiếp độ con là dạy con á, là Đức Phật đã dạy mình cách đây 2.563 năm rồi. Đức Phật dạy cha và mẹ đó làm gì với con? Ngăn ngừa, bảo vệ, không cho con làm điều ác. Rồi thứ hai nữa đó là dạy con làm việc lành. Thứ ba nữa đó là cho con học nghề. Thứ tư nữa là dựng vợ gả chồng với con, cho con với một cái nơi xứng đáng. Rồi thứ năm á, là chia gia tài trong cái thời gian thích hợp. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật đã dạy năm cái điều này. Vậy cái điều thứ nhất á, là ngăn ngừa con không cho nó làm những cái điều tội lỗi, có nghĩa là như thế nào quý vị? Luôn luôn lúc nào mình cũng phải kề cận với con của mình, để chi? Để cho nó không có đi theo những cái người bạn xấu, những cái người ác xấu. Nếu mà mình biết được, mình cận kề, mình kề sát thì mình mới biết được. Khi mà mình biết được thì mình phải tìm cách để mà mình ngăn ngừa. Ngăn ngừa ở đây á, mình phải coi theo cái tâm lý trẻ, là cái tâm lý trẻ không gì. Tại vì cái tuổi trẻ, cái tuổi mà làm con, thường thường á, những cái đứa con này họ bằng hơn cha mẹ,
chứ không bao giờ nghĩ thua cha mẹ. Thì chúng ta xét lại cái cuộc đời của chúng ta, chúng ta thấy đa phần khi mà mình ở còn cái tuổi nhỏ, mình nghĩ ra cái tuổi mà mình chuẩn bị mà bước vào đời đó nha, là coi như là nghĩ là mình hơn cha mẹ không. Nhưng mà khi mà mình có vợ có chồng rồi đó thì mình mới thấy mình chỉ có hình như là mình bằng cha mẹ. Rồi khi mà mình có con á, mình có con, mình đang nuôi dạy con cái của mình á, thì mình mới thấy là mình thua cha mẹ, mình mới biết rằng lúc đó là mình thua cha mẹ. Thành ra đó, chúng tôi muốn nói những cái điều này ở đây á, để chi quý vị, để cái người cha người mẹ đó theo sát với con cái, là theo sát với con cái, rồi khi mà con cái đó có những cái lỗi lầm, mình phải chỉ những cái lỗi lầm đó ra, rồi sau đó mình tha thứ, hoặc là mình có cái ý kiến là nó kịp thời, và mình có sự can thiệp vào cái sự mà chọn bạn chơi, hoặc là cái thời gian học hành công việc vân vân. Nói chung là cái người cha và người mẹ đó phải dùng, phải nói là nói một cách mà nghe mà thế gian quá đó, là giống như là chúng ta phải dùng trăm phương ngàn kế à, thờ nay đó. Đối với thời nay, một cái gia đình đó mà cha và mẹ đó mà dạy con đó, hình như là phải dùng đến trăm phương ngàn kế thì mình mới dạy được cái người con, chứ không phải mà chỉ có chúng tôi thấy vài gia đình thôi. Vài gia đình là sao, có nghĩa là do cái phước báo gì đó mình không biết, là do cái phước báo gì không biết mà họ sanh ra những cái người con hiền, những cái người con rất là thảo, rất là thảo. Thì chúng tôi thật sự ra chúng tôi cũng không giấu gì với quý vị, ngày xưa mà trong cái tuổi học trò của chúng tôi đó, chúng tôi đi học đó, thì chúng tôi rất là nghịch ở trong trường, ở trong trường học đó, chúng tôi rất là nghịch. Quý vị biết rằng đối với khi mà chúng tôi mà nghịch ở trong trường học đó, thì thật sự ra đó, thì có nhiều thầy cô coi vậy chứ, nhiều thầy cô cũng mỉm cười, giận chúng tôi thì cũng giận, mà thương á, thì cũng thương rất là nhiều. Quý vị biết chúng tôi mà xúi mà bạn bè đó, mà trốn học á, trốn tiết mà đi coi phim á, người ta thường thường người ta rủ rê á, bạn bè á, là được á, là giỏi lắm là vài người bạn thôi. Mà quý vị biết á, chúng tôi rủ rê á, bạn bè mà trốn tiết á, mà để mà thời đó gọi là cúp cua đó, không biết thời nay mấy mấy bạn học sinh đó, trong thời nay người ta gọi là cái gì, chứ ngày xưa đó, trong cái thời của chúng tôi đó, người ta gọi là cúp cua. Mà cúp cua đó là quý vị biết đó, là chúng tôi rủ một lần á, là cỡ nửa trường học, là trường cấp 3 mà chúng tôi rủ trốn học á, một lần á, là khoảng chừng là nửa trường, chứ không phải là nửa nhóm bạn đâu, không phải là vài người bạn đâu, mà một lần là nửa trường học. Dạ, sao chị dùng? Dạ, ngày Gia mai. đình nhà con chắc có mình con lên với tiếng Úc nó với nhiều đồ chắc mắc của đi làm Rồi. có mình con với sư Dạ, dạ, dạ được, ngày hôm sư sau chị. con về nha Rồi, dạ. sư đang học đó, sư Dạ, chị dạ. Dạ. Dạ, xin lỗi quý vị, chúng tôi trở lại. Thành ra đó, nói về mà ngăn con mà làm những cái điều xấu đó, là Đức Phật cũng đã dạy cho cha mẹ. Đầu tiên là cha mẹ phải ngăn con làm những điều xấu, mà chúng ta phải biết cái cách ngăn quý vị. Chúng ta phải biết cái cách ngăn, chứ không phải mà giống như hồi xưa, thời thời xưa mà cứ cầm roi mà đánh, cầm roi mà đánh. Nói về roi thì chúng tôi hồi nhỏ chúng tôi bị ăn roi rất là nhiều quý vị, ăn roi mà roi may không. Không biết hồi xưa cái ông nào mà ông ác dữ, không biết ông sản xuất ra cái roi may chi không biết. Thời nay như chúng tôi không có thấy người ta bán roi may nữa nha quý vị. Thời xưa đó không biết là thời nay, chắc nói thời nay là có nghĩa là trong 20 năm nay chúng tôi ở trong chùa không à, chúng tôi không có ở ngoài chợ, thành ra chúng tôi không biết là người ta có còn vác cái bó roi mây người ta đi bán không. Chứ hồi lúc mà chúng tôi còn nhỏ đó, năm 80 mấy, 88, 89 rồi, 90 chín mấy rồi đó,
Quý vị biết rằng ha, không biết rằng cái thời đó chắc đất nước khổ quá, khổ quá làm ra cái gì người ta cũng đem đi bán. Thời đó quý vị biết roi mây với chổi lông gà đó, là người ta cứ vác đi bán đi. Mà như nhà chúng tôi á, là ba mẹ chúng tôi mua ở đó nhiều nhất. Người ta mua vàng, mua vàng, mua tivi, mua tủ gì người ta chất ở trong nhà. Còn nhà chúng tôi á, toàn mua roi mây không, roi mây với chổi lông gà không quý vị. Chúng tôi ăn mấy cái cây đó cũng rất là nhiều. Thì bây giờ chúng tôi ngồi lại, chúng tôi coi lại trong kinh điển á, các vị trưởng lão mà chú thích ở trong cái bài kinh này á, các vị trưởng lão, các vị cũng nói lên là dạy con cái không không nên là không nên dùng những cái đòn roi quá mạnh, là không nên dùng những cái đòn roi quá mạnh, mà chúng ta phải coi coi tâm lý là của những cái đứa trẻ này như thế nào, coi cái tâm lý như thế nào, mà chúng ta tìm cái cách để mà chúng ta làm cho những cái đứa con đó hồi đầu hướng thiện, hoặc là ngăn không có cho làm những cái điều bất thiện, chứ không phải là hở tới là dùng roi mây, không phải, không phải hở tới là dùng những cái đòn roi, à, những cái hình phạt đó. Các vị trưởng lão ở trong thời cách đây 200-300 năm mà các vị còn giải thích cái điều này, thành ra chúng tôi mới muốn mời cha mẹ đó. À, chúng tôi muốn kêu cha mẹ là phải quay về với kinh điển. À, đừng chạy qua bên ra bên ngoài nhiều, chúng ta cũng học những cái kinh nghiệm mới bên này, nhưng mà chúng ta phải chạy tìm kinh điển, mà chạy phải đúng người, đúng cái quyển kinh quý vị. Chứ bây giờ mà quý vị thấy rằng á, đối với cái đời sống tu tập của chúng ta, kinh nghiệm tịnh quán hoặc là thiền định hoặc là giáo lý 37 phẩm trợ đạo vân vân, rồi những cái lời dạy con cái mình cũng phải biết nữa, chứ không phải mình vô cái là mình ở trong Phật pháp cái mình tìm cái cuốn nào mà nó cao nhất. Là chúng tôi gặp những người đó rất là nhiều, cuốn nào mà cao nhất sư, cái cuốn nào cao nhất cho con mượn, con về cũng đọc con học cái cuốn đó trước tiên mới được. Đối với chúng tôi thì chúng tôi nghe hỏi vậy, chúng tôi nói không, đây chúng tôi không có cái cuốn gì mà nó cao đó. Chúng tôi học từ từ, nó thấp thấp không à. Quý vị thấy không, đối với năm truyền cái mà chúng tôi giảng một lần có một truyền cái, từng lễ giảng có một truyền cái hai, là từng tớ nữa mới giảng cái truyền cái thứ hai. Chúng tôi thích cái gì nó cũng từ từ thôi, à, chứ không có cần phải làm một cái gì mà mới vô mà nó phải cao đó. Rồi cái điều thứ hai nữa là dạy con làm việc lành. Sau khi mà chúng ta ngăn ngừa con làm cái điều bất thiện, rồi chúng ta phải dạy con làm việc lành. Việc lành ở đây á, nếu mà nói theo trong đạo á, là bố thí trì giới, mình làm mà cho nó quen. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với những cái đứa trẻ đó, mà quý vị thấy khi mà những cái người con á, mà nó gần với cha và mẹ, cha hoặc là mẹ, thì cha hoặc là mẹ lúc đó dạy cái người con á, là nó dễ thâm nhập nhất. Chúng tôi có một cái anh công quả ở trong chùa đó, anh có đứa con gái mới có đến cái tuổi mà mới biết nói thôi, mà anh dạy con ảnh đó quý vị biết không, Nam Mô Bụt Thà Giá, hoặc là anh dạy con ảnh đó, Nam Mô Thật Phà Phật Ngài Hòa Tôn, mà quý vị viết lên đọc cho mấy ông sư nghe đó, mấy ông sư đều khen hết quý vị. À, mình nhìn cái tuổi nhỏ nó nhìn nó rất là dễ thương. Hoặc là quý vị coi ở trong những cái YouTube đó, có những cái đứa trẻ bên Thái Lan đó, những cái câu mà Nam Mô Tha Sa Pa Nga Hoa Tô chúng tôi nói đó, thật sự ra đó, quý vị biết không, có những người đi theo tu ở trong Phật pháp này rất là lâu, nhưng mà cái câu nó đọc cũng không xong nữa, đọc cũng không xong nữa. Quý vị nhìn lại đi, những đứa trẻ ở trong, có những đứa trẻ người ta đọc rất là hay, mà cái điều này á, là chúng tôi biết, chúng tôi nói thật sự ra đó, quý vị đừng có buồn. Tại sao mà quý vị đọc nó không có hay, nó không có gọn? Thứ nhất á, là mình không có chịu luyện. Thứ nhất á, là quý vị không có chịu luyện. Thứ hai á, nhiều khi cái tâm của mình á, mình nói cái tâm mình tu á, mình tu thiền, nhưng mà cái tâm của mình á, là nó bị chi phối nhiều quá, sân quá. Quý vị thấy rằng á,
mình đọc kinh đó, mình nghe người ta đọc kinh đó là mình biết cái người ta thuộc về cái tánh tham này, cái tánh sân này, hay là cái tánh si này. Ví dụ mà quý vị thấy nó mua tại sao trời ơi, kinh điển phải từ từ quý vị, đâu phải là mấy cái tụi ông ba xì dầu ở ngoài chợ lớn rồi đâu quý vị, mình không làm như vậy được. Quý vị để ý được, thường trưởng lão bây giờ chúng tôi nói thí dụ như ở bên Mỹ, quý vị bên Mỹ thì quý vị nhìn thí dụ như là ngài Kim Triều, hòa thượng Kim Triều. Thái Lan thì mình nhìn những cái vị trưởng lão, còn ở ở Việt Nam thì cũng có những cái vị trưởng lão, các vị dẫn kinh đến rất là từ từ quý vị. Namo Tassa Bhagavato Arahato, từ từ mình cất lên à, chứ đâu phải mà đề vô cái ào. Nói quý vị thấy xe cộ mình lên ga mình cũng phải lên từ từ nữa à, chứ huống hồ gì nói về cái sự tụng kinh. Thì cái điều này chúng tôi chỉ cho quý vị, chúng tôi chỉ cho quý vị nghe biết là do đâu quý vị. Do thứ nhất chúng ta không chịu luyện. Thí dụ như bình thường quý vị biết ngày xưa đó, đối với chiếc pháp mà là tụng kinh cũng vậy, mỗi cái buổi trưa mà được nghỉ học chúng tôi đều ra ngoài chỗ gốc cây, chúng tôi ngồi chúng tôi luyện, chúng tôi ngồi chúng tôi luyện, chúng tôi đọc lớn lớn lên à, chúng tôi đọc lớn lên để cho mình nghe được cái âm thanh của mình, và mình cố gắng mình đọc lớn lên để mà mình tập, mình không có mắc cỡ. Chúng tôi biết rằng đa phần ở trong room là quý vị bị những cô chú bác ở trong lớp học thường thường bị mắc cỡ, mình mắc cỡ mình sợ mình đọc sai người ta cười rồi này kia đó. Vì cái sự mắc cỡ đó mà quý vị thấy rằng trải qua bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu năm rồi chúng ta tụng không được, mình phải bỏ đi cái mắc cỡ đó, không có mắc cỡ quý vị đó. Mình cứ canh lúc nào mà vắng vắng không có ai trong nhà mình đó, mình cứ tụng đọc cho nhừng cái miệng mình đó, thì từ từ quý vị sẽ quen, từ từ quý vị sẽ quen. Thì nhờ như vậy á, mình mới dạy con mình được, mình mới dạy con mình tụng kinh được quý vị à, mình mới dạy con mình được đó. Thì nói về cái đời, nói về cái chuyện mà tu tập, mình dạy con mình làm cái điều lành là dạy con mình bố thí giới tụng niệm rồi này kia. Còn nói về mà thế gian, ví dụ như mình phải dạy con mình không có sát sanh à, hoặc quý vị thấy rằng á, có nhiều gia đình ta rất là hay à, đối với muỗi cũng vậy à, dù cho những cái con muỗi nó rất là nhỏ nhưng mà người ta vẫn làm mùng à, người ta hớt những cái con muỗi nó đi đó. Thì thật sự ra đó, mình làm gương như vậy á, con cái mình á, tự nhiên từ nhỏ nó đã được học tập những cái điều đó, lớn lên là tự nhiên là nó sẽ có cái sự nó làm theo nó vậy đó quý vị. Chứ nếu mà mình bây giờ con cái mình còn nhỏ đó, mà mình dạy cái sự sát sanh đó, này kia đó, là coi như là lớn lên nó hiếu sát nữa, rất là nguy hiểm. Chúng tôi nhìn những lần mà chúng tôi coi ở trên những cái đoạn phim hoặc là YouTube đó, chúng tôi thấy rất là thương những cái đứa trẻ ở bên nước ngoài. Những cái đứa trẻ bên nước ngoài á, mà nó thấy cái sự sát sanh á, nhất là những cái con vật á, ví dụ như những con chim, những con chuột nhỏ hoặc là những cái con gì đó vân vân, ngay cả những cái đồ chơi cũng vậy, là những cái tuổi thơ ở bên đó, những cái trẻ bên đó người ta rất là quý. Ví dụ như là người ta bảo vệ môi trường thiên nhiên rất là nhiều đó. Còn có một số nơi thì cái việc đó nó không có được thực hiện, những cái đứa trẻ nó bị ảnh hưởng cái sự sát sanh, những cái sự nói dối từ hồi nhỏ, thành ra nó không có thể trở thành cái người tốt được à, đó. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật dạy coi như là ngoài cái chuyện đó mình phải cũng dạy cho có cái sự mà con cái à, dạy con cái mình có tâm từ có tâm bi à, có tâm từ với tất cả chúng sanh, có tâm bi với tất cả chúng sanh, hoặc là nuôi mạng chân chánh đó, hoặc là thu thúc à, giữ gìn cái lời nói của mình vân vân. Đó là mình dạy con à, mình dạy con
có một cái nền tảng về đạo đức, nó có nghĩa là dạy con làm việc lành đó. Rồi khi mà con mình lớn lên hơn nữa đó, thì mình phải có cái sự mà chỉ cho con mình học những cái nghề thích hợp. Ví dụ như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị nhé, là khi mà chúng tôi đi học, thầy cô giáo cũng dành cái thời gian ra để mà chỉ cho những cái người học sinh đó, để mà người ta có cái tâm lý trước, để sau này người ta chọn cái nghề cho nó thích hợp. Nó có nghĩa là mình tế độ con của mình bằng cách là ngăn không cho làm điều ác mà dạy làm việc lành, mà đã dạy còn phải có, cũng như là có cái sự mà ủng hộ con mình theo một cái nghề nào đó thích hợp. Là có nghĩa là cho con mình đi học một cái nghề nào đó nó thích hợp đó quý vị đó. Rồi thứ tư á, là phải dựng vợ gả chồng. Dựng vợ gả chồng có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là mình phải biết là con cái của mình cho theo quen mà với những cái người đó, mình chỉ ra những cái điều nào nó thích hợp, những cái điều nào nó thích hợp, chứ không phải môn đăng hộ đối như ngày xưa quý vị. Ngày xưa thì môn đăng hộ đối quá, chọn phải chọn khó quá, chọn nhiều khi mình coi những cái tuồng hát mà Tô Ánh Nguyệt rồi nếu quý vị, hoặc là mình coi những cái phim ngày xưa đó, là mình có cái cảm nhận rằng là hình như là cha đi lấy vợ hoặc là mẹ đi lấy chồng chứ không phải cái người con. Có nghĩa là theo cái ý của mình quá, theo cái ý của mình quá thì cũng không có được quý vị. Mình phải làm sao mình phân tích như vậy đó thì được, như vậy đó thì không được, thì tự động cái người con đó người ta sẽ chọn. Đó là cái điều thứ tư. Rồi cái điều thứ năm á, thì Đức Phật cũng dạy là cha mẹ phải coi cái thời điểm nào thích hợp rồi truyền trao cái tài sản đến cái người con của mình. Cái thời điểm nào thích hợp có nghĩa là cái người con của mình á, lúc đó là đã lớn rồi, đã vững chãi rồi, thì lúc đó cha mẹ phải đem cái tài sản ra để mà cho con biết được cái tài sản này là do cha mẹ làm ra với mồ hôi nước mắt vân vân, nhưng mà tất những cái tâm tư đó, những cái công đức đó cha mẹ đều gửi đến cho con để mà cho con lấy cái số tiền đó để mà làm cái chỗ nương tựa, để mà càng ngày càng phát triển ra vân vân đó. Thì như vậy á, thì quý vị thấy rằng là Đức Phật đã dạy cho cha mẹ cái cách để mà tiếp độ cái người con. Cái người con mà giỏi có nghĩa là con mà hơn cha mẹ u sanh hay là tùy sanh thì mình sẽ dễ dạy, nhưng mà nếu mà có liệt sanh thì mình cũng phải cố gắng để mà mình dạy. Thì theo đời mình tìm hiểu ở ngoài đời để mình áp dụng mình dạy con không được thì mình lấy ở trong đạo. Mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị quay về với lời của Đức Phật dạy, Đức Phật dạy rất là nhiều quý vị, mà chúng tôi bảo đảm mình hành theo là sẽ có cái kết quả cao. Ví dụ như quý vị thấy rằng Đức Phật cũng dạy thêm tập con mình biết tụng kinh, biết lễ bái, tập con mình biết làm lành bố thí, tập con mình biết niệm Phật tam thiền. Rồi có thể, nếu mà có thể, xin cho con mình xuất gia luôn đó. Thì quý vị thấy rằng một người mà đã dạy cho cái người con được như vậy đó, thì cái người đó có những cái quả báo ngay trong hiện tại rất là lớn quý vị. Có nghĩa là mọi người người ta nhìn đó là cái gia đình mình người ta đều hoan hỷ hết, mà con cái mình dần dần hướng đến tương lai, hướng đến cái sự hạnh phúc cao thượng. Rồi chư thiên sẽ ca tụng, chư thiên mọi người đối với thế gian thì người ta tán thán rồi, chư thiên thì người ta sẽ ca tụng mình đó. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay là chúng tôi nói từ từ mà nó cũng vẫn là bị ho, nhưng mà chúng tôi cũng đã ráng để mà trình bày đến quý vị cái hạnh phúc thứ 12 là mình phải tiếp độ vợ con. Thì ở và xin lỗi tiếp độ con là con cái
Thì ở trong cái con cái thì chúng tôi trình bày cho quý vị nghe đó, là Đức Phật có nhắc đến là cái hạng con u sanh, tùy sanh, liệt sanh. Mà bây giờ đó, mình đã lỡ mình có con rồi thì u sanh, tùy sanh, liệt sanh gì thì cũng vậy, nào thì mình cũng phải tiếp độ, cũng phải dạy con thôi. Thành ra đó, mà chúng ta nếu chúng ta thấy đủ khả năng kinh nghiệm theo cái khoa học bây giờ thì chúng ta cứ dạy con bằng cách đó. Còn nếu mà chúng ta thấy thiếu, chúng ta cứ quay về với cái lời của Đức Phật dạy, chúng ta sẽ tìm được, chúng ta sẽ tìm được cách để mình dạy con. Và chúng tôi cũng mong rằng đối với đời sống tu tập, bất cứ một cái gì mà thuộc về lời của Đức Phật dạy, chúng ta cũng phải ráng, chúng ta cố gắng, chúng ta học. Chúng ta đừng có nghĩ rằng vô tới chùa là mình tìm đâu quyển kinh nào mà cao nhất đâu, cho tôi học cái đó, cái nào giải thoát đâu, cho tôi học cái đó, nó là không được. Quý vị, cái gì cũng vậy, nó phải cũng phải có từ thấp đến cao, thứ lớp mà. Chỉ trừ khi nào quý vị là những cái vị mà cũng như là lão niên mà xuất gia, có nghĩa là bây giờ mình lớn tuổi quá rồi mình dùng xuất gia, thành ra mình chỉ tìm một cái đề mục nào đó để mà mình chuyên tâm mình hành thiền, chuyên tâm mình hành đạo, chuyên tâm hành đạo chứ không phải chuyên tâm lên kể cho tôi, cho người ta nghe là tôi hành đạo nha, chuyên tâm hành đạo thì cái điều đó là không nói rồi. Có nghĩa là cái điều đó có thể là quý vị sẽ không có học theo cái phận sự mà tế độ con như thế nào, phụng dưỡng cha mẹ như thế nào. Tại vì đối với cái thời mà mình lão niên rồi đó, tử thần nó cận kề với mình rồi, thành ra giờ mình không có học cái đó mà mình lo chuyên tâm hành đạo. Mà quý vị nên nhớ cái chuyên tâm hành đạo và chuyên tâm dạy đạo nó khác, chuyên tâm khoe hành đạo nó khác, nó khoe cái sự hành đạo nó khác, rồi chuyên tâm hành đạo nó khác. Thành ra chúng ta phải cố gắng là chúng ta phân biệt rõ những cái điều này. Vậy thì kính thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng này với phước này, xin dâng đến chư tăng, xin chia đều cho tất cả quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thính nữ, cùng với các vị chư thiên và chúng sanh trong ba giới muôn loài. Mong quý ngài quý vị được an lạc an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, mô Phật, sa tú lành thay. Thay mặt lớp học, thành kính tri ân sư Pháp Tính rất nhiều. Dạ, sư đã từ bi hoan hỷ giảng giải bài học hôm nay. Dạ, bây giờ kính thỉnh tỳ kheo Nguyên Thông, tỳ kheo Nguyên Thông có thể phúc chúc cho đạo tràng được không ạ? Không thấy thì kheo Nguyên Thông giơ tay. Thì kính mời quý vị ngồi tĩnh tâm niệm Phật 5 phút nha. Rồi có tỳ kheo Nguyên Thông rồi. Dạ, mô Phật. Phật tu sabba mangalang rakhang tu sabba deva ta sabba bhuta nu pa ve na sada so thi pha vang tu te Phật tu sabba mangalang rakhang tu sabba deva ta sabba thamma nu pa ve na sada so thi pha vang tu te Phật vang tu sabba mangalang rakhang tu sabba deva ta sabba sangha nu pa ve na sada so thi Và văn tu tê tất cả Phật báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, mô Phật, sa thú lành thay tỳ kheo Nguyên Thông. Dạ, một lần nữa con xin kính lễ chư Đông Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô và kính chào quý Phật tử. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết, thay mặt chư Tôn Đức Tăng
Kính chúc quý sư, quý cô và tất cả quý Phật tử một năm mới an khang thịnh vượng, nhất là sức khỏe dồi dào, tu hành tinh tấn, nhất là lúc nào cũng an vui trong chánh pháp. Xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối mai nha. Tối mai, và một lần nữa trước khi dứt lời kính chúc cầu mong cho sư Huy Niệm được tai qua nạn khỏi, tập bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn lần thứ nhì, lần thứ ba. Dạ, xin kính chúc quý vị một năm mới an vui, thịnh vượng. Kính chào tạm biệt tất cả quý vị ạ. Muôn Phật.